Cân điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến trại heo của anh Tý ở Đồng Nai để xem cái cân heo thực tế cảm biến trên 4 con heo thịt mà anh đã mua và lắp đặt ở trại của mình như thế nào anh chị ha. Cân sẽ đặt ở đường luồng này anh chị ạ, và lọt lòng của đường luồng này là 1.2, cho nên mình đặt cái cân này rất là vừa vặn luôn. Vẫn là thiết kế tối ưu anh chị ha, mình đứng một bên mình có thể mở cửa được hai bên luôn, cho nên là với những trại nào mà sử dụng cái dòng cân này thì tiết kiệm nhân công rất là nhiều và cân được nhanh hơn nữa. Ở trại của anh Tý này cũng rất là hay là bên hông cái đường luồng á, anh Tý có xây một cái nhà chờ, thì những anh chị nào mà ghi số cân á thì chỉ ngồi ở trong phòng này thôi, có thể bật máy lạnh luôn anh chị ạ. Và giờ thì chúng ta chỉ việc lùa heo vào cân thôi. Một đặc điểm nổi bật của dòng cân ZPKI520 là tính năng chốt số cân gà vịt heo anh chị ha. Cho nên là anh chị cứ lùa thoải mái vào 3 con hay 4 con đi nữa, thì cho dù heo có tông lòng đi nữa thì cái số nó sẽ dừng lại, nó sẽ đứng lại để mình dễ dàng ghi với nhau. Và một đặc điểm nổi bật nữa là cân heo cảm biến trên này có tính năng chống nước. Cho nên anh chị cân xong hoặc là đang cân, có muốn vệ sinh cân hay là muốn tắm rửa cho heo, anh chị cứ thoải mái xịt nước rửa anh chị nha. Cái điều này nó khác biệt hoàn toàn với tất cả các dòng cân heo cảm biến dưới trên thị trường. Anh chị đã chọn cân heo cảm biến trên thì hoàn toàn yên tâm và tin tưởng sử dụng ha. Cân điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video lúc này. Và nếu như mà xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân heo cảm biến trên này nó hữu ích, nó hợp lý và mình cần mua nó, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833. Cân điện tử Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và miễn phí giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.